Tên Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị một video giới thiệu về cách trang trí trần của một nhà hàng tiệc cưới. Đây là vị trí đến của tôi, đang ở cuối của một cái sảnh tiệc cưới của một nhà hàng sang trọng. Đầu tiên thì tôi giới thiệu đến quý vị cái quang cảnh xung quanh của một cái sảnh tiệc cưới. Những cái sảnh như thế này được thiết kế thông suốt với nhau và cách nhau bởi những cái cửa như thế này, thì tùy vào cái không gian mà chủ của cái bữa tiệc đặt số lượng bàn, thì nhà hàng sẽ ngăn những cái sảnh lớn ra thành những cái sảnh nhỏ bằng những cái tấm cách chạy ra những cái đường ray. Ví dụ đây là cái sảnh này được ghép bởi hai cái sảnh nhỏ lại, mỗi cái sảnh nhỏ thì cách bởi cái đường ray. Như quý vị thấy trên trần nó có một cái đường ray như thế này. Những cái đường ray như thế này thì sẽ có tác dụng là gắn những cái cửa, những cái miếng cửa để cách những cái sảnh lại với nhau. Sảnh này gọi là sảnh ghép bởi hai sảnh thì nó có sức chứa khoảng chừng 25-30 bàn. Thì có những cái tiệc lớn hơn chúng ta có thể dùng 3 sảnh, 4 sảnh và những cái thanh cửa ghép lại như thế này. Thì những cái cửa thế này chúng ta kéo nhau bởi những cái khớp, có những cái khớp ở đầu sảnh. Tôi giới thiệu với quý vị cái nơi mình để lắp cái cửa vô. Đây là điểm bắt đầu của cái để lắp những cái tấm ngăn cách. Trong video của Kho Tư Liệu Xây Dựng thì cũng có những cái video giới thiệu về cái những cái tấm này nó chạy như thế nào, những cái thanh ray. Quý vị có thể lên kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng để search và tham khảo. Thì đây để quay lại cái video này thì phía trên của cái dây trần thì nó được trang trí bởi thịt cao, đóng trần thịt cao. Ở giữa thì giữa những cái ô dập hầm thì có những đèn chùm rất là cao cấp. Ô nhỏ thì một đèn chùm thế này, ô lớn thì dùng hai cái đèn chùm. Phía trên cùng thì được trang trí bằng cái gỗ CNC rất đẹp và trang trọng. Ngoài ra thì còn có hệ thống ánh chiếu ánh sáng của đèn lon, một cái hộp bao khói, hộp cấp nước, phòng con ấy, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đây là có những cái đèn sân khấu. Đây là những cái hộp máy lạnh cắm khí gió và máy lạnh. Tôi cũng quay những từ tổng thể đến chi tiết để phục vụ cho quý vị tham khảo tham quan trong quá trình thiết kế, thi công, lên ý tưởng thi công các nhà hàng sang trọng như thế này. Đây là cái sảnh, là phía ngoài sảnh nơi mà cô giao chú rể đón khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những cái cửa của cái sảnh thì cách đều nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video này. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh để tiếp tục theo dõi, đón nhận những cái video tiếp theo.